Hello mọi người nha. Hôm nay mình đến với 7S2 nè, thôn 9 Tân Lâm. Đất trồng 600 cây sầu riêng nha, cà phê, bơ. Đây, sầu riêng gần 4 năm rồi. 600 cây sầu riêng. Đây có cái hồ lớn của mình luôn. Cái hồ này hơn 3 sào, diện tích nó hơn 3 sào. Đất nó bao trùm qua bên kia luôn, đó. Chạy dọc lên hướng đó, qua quả đồi đó. Mặt tiền nó cũng dài nha, mặt tiền đường xe hơi luôn, cách đường nhựa khoảng tầm hơn 1 km. Mình xuống đây quay rõ rõ hơn cho mọi người coi. Giá của nó là 250 triệu một sào nha. Ở khu vực này thì giá này thì rẻ rồi, với lại đất trồng full sầu riêng 600 cây này thì tầm 2 năm nữa thì mình thu rồi. Đây có đường nó làm chạy dọc đất này, đây đường này. Đất nó làm tà ly hết đó, trồng cây là xuống cả bậc 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 như bậc thang rồi. Ao lớn luôn, sầu riêng dưới kia cũng lớn hết rồi. Sáu chục cây sầu riêng cộng với bơ, cà phê, ao nước tưới lớn luôn, điện nước đầy đủ nha. Khu dân cư nha, 1.200 m thổ cư nha. Đó, mặt tiền đường lớn luôn, mặt tiền dài. Mình ra mình quay cái mặt tiền thì mình ước tính cái mặt tiền cho mọi người coi. Đây. Sầu riêng trồng hết rồi. Đấy. Từ cái hàng sầu riêng lớn chạy xuống dọc xuống dưới cái nhà đó của mình, chạy xuống dưới chân đồi đó và chạy xuống theo cái ao đó của mình luôn, vòng qua bên kia đồi. Đây khu vực này nữa, sầu riêng chỗ này thì dày. Điện nước đầy đủ, ao hồ luôn, hồ lớn nha, hơn 3 sạc. Diện tích là 7,2 hecta, giá 250 triệu, 250 triệu một sào, 600 cây sầu riêng, cà phê, bơ. Tiền lô này nó cả 300 mét nè, đường xe hơi luôn nha. Cái này thì cách nhà thờ Bà Nát nó tầm hơn 500 mét đi. Một ngàn 200 mét thổ cư. Sáu trong cây sầu riêng. Đó. Này bao quát khu mặt tiền đó này. Đường xe hơi chạy phà phà nha. Đường này đường thông luôn. Bao quát hết đất. Trùm hết khu bên đó, qua bên khu đồi bên kia, vòng lên về khu đồi bên này, lên mặt tiền trên này. Đấy. Hết cái khu vực này. Đường ô tô thoải mái.
điện đầy đủ. Cách nhà thờ trường học 500 mét hơn. Cách đường nhựa hơn kia hơn 1 km. Mọi người cần liên hệ mình nha. Mặt tiền khá là dài. Mặt tiền ở đây nó chạy vòng, nó bọc theo hướng lên cây sầu riêng lớn đó. Đấy, còn đây nó lên trên hết trên kia. Đây lên đó khoảng tầm hơn 100 mét nữa. Sầu riêng.